Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tử Vi Tháng. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm được cái vận thế của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cái năm 2023 năm Quý Mão vừa qua là một cái năm cũng khá là vất vả, khó khăn và chật vật đối với những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 khi gặp cục diện tương phá với Thái Tuế. Và cái thời gian từ đầu năm đến giờ là cái lúc để quý vị phục hồi cái vận khí, và bắt đầu từ tháng 6 trở đi thì cái vận may nó sẽ kéo đến với những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 đến tận cuối năm. Vậy thì trong cái tháng 7 âm lịch tới đây, những người tuổi Bính Ngọ sẽ gặp được những cơ hội nào, sẽ gặp được cái nhận vận may gì khiến cho quý vị sẽ có cơ hội bứt phá đổi đời? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì chúng ta biết trong cái tháng 7 âm lịch ấy, và những người tuổi Bính Ngọ có thời gian này thì có nhiều cái cơ hội và để thể hiện cái ưu điểm của mình khi mà quý vị bình tĩnh xử lý mọi việc một cách là ôn hòa, đâu vào đó. Bên cạnh đó, những người tuổi Bính Ngọ lúc này cũng khá là nghiêm túc, cố gắng hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao, khó khăn không còn khiến quý vị bị gục ngã nữa. Và hơn ai hết, những người tuổi Bính Ngọ biết rằng làm việc gì cũng có tâm thì cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nhìn chung ấy, trong cái tháng 7 âm lịch, có sự kiên nhẫn, điềm tĩnh trong những cái quyết định và cái kinh nghiệm lâu năm của mình cũng sẽ giúp cho những người Bính Ngọ thực hiện tốt cái công việc của mình. Trong công việc, quý vị luôn biết mình cần làm cái điều gì và làm vào cái thời điểm nào. Một số thời điểm trong thời gian này thì nói chung ấy cũng khiến cho bản mệnh khá là tốn công tốn sức, nhưng mà càng di chuyển nhiều, càng đi lại nhiều thì lại càng có được cái lộc trong thời gian này quý vị nhé. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Bính Ngọ trong thời gian này cũng khá là ổn định. Quý vị nên thể hiện tốt cái công việc của mình và thể hiện thông qua những cái nỗ lực, quý vị cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 7 âm lịch thì cái vận tình hình sức khỏe, tình hình gia đạo của những người tuổi Bính Ngọ cũng khá là hài hòa, tốt đẹp. Và quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều quý vị nhé. Bên cạnh đó, trong cái tháng 7 âm lịch chúng ta xếp về cái mối quan hệ địa chi, chúng ta có Ngọ mà gặp Thân, đúng không ạ? Ngọ gặp Thân thì nó cũng báo hiệu là trong thời gian này thì cái vận khí nó cũng sẽ được duy trì ổn định, ít có sự đột phá hay là ít có sự rực rỡ. Nếu mà quý vị đã ở độ tuổi về hưu ấy, thì quý vị có thể yên tâm tận hưởng cái cuộc sống quây quần bên con cháu, không còn phải phiền lòng về công việc nữa. Nói chung ấy, thời gian này thì cái công danh sự nghiệp, cái vật tiền bạc thì cũng không còn là cái mục tiêu chính của những người tuổi Ngọ. Thời gian này họ cũng đã biết tập trung chăm lo cho sức khỏe của mình, chăm lo cho gia đình và mong muốn được sống những chuỗi ngày êm ấm và hạnh phúc. Bên cạnh đó, với những người đang còn tại chức, với những người đang còn đi làm ấy, thì mọi thứ nó tiến triển cũng khá là thuận lợi, gặp dữ thì hóa lành. Tính cách cần cù siêng năng của những người tuổi Bính Ngọ cũng tạo được niềm tin trong tập thể. Song, quý vị cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cái cơ hội chen chân phá hoại cái công lao hay là tung tin đồn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cá nhân. Bên cạnh đó thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Bính Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Ngọ 1966 quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can thì chúng ta cũng Bính gặp Nhâm thì nó là gì? Nó là thất sát đó. Như vậy là gì? Trong thời gian này cái thất sát nó xuất hiện, vậy nên nó cũng báo hiệu những người tuổi Bính Ngọ không nên vội vàng trong bất kỳ cái quyết định nào. Nhanh nhẹn là cái điều cần thiết, nhưng việc gì cũng cần phải có cái giới hạn nhất định. Đôi khi quý vị cũng dễ vì nhanh quá mà làm hỏng việc, gây ra nhiều cái sai sót. Đôi khi quý vị xem thường những người chậm chạp khiến cho họ khó chịu. Cho dù bản thân là những người chủ động xông xáo, nhưng mà không phải ai cũng như các bạn. Quý vị hãy tôn trọng cái sự khác biệt. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị cũng cần phải lưu ý đến mọi người xung quanh, đến cái thái độ của mọi người xung quanh, tránh để làm tổn hao đến cái hòa khí. Thì ngoài ra trong thời gian này quý vị cũng dễ bị tiểu nhân hãm hại. Vậy nên những người tuổi Bính Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần cho những cái tin đồn sai lệch, không phải để xử lý cái vấn đề mà
là gì? Để quý vị trở nên mạnh mẽ và có được những quyết định đúng đắn hơn. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào, đặc biệt là về cái sự nghiệp, thì quý vị cũng nên lùi lại để quan sát kỹ lưỡng hơn. Trong thời gian này, quý vị càng khiêm tốn thì lại càng có lợi. Nếu không ấy, vẫn giữ cái thói quen cũ thì lại quý vị sẽ dễ bị cái tác nhân xấu nó tác động. Bên cạnh đó, cái thương quan, cái thất sát này nó cũng gây ra cho quý vị cái khó khăn trên con đường quan lộ. Những người làm quản lý, những người làm lãnh đạo thì dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại chơi xấu và dễ bị gì mất chức mất quyền nhá. Đó. Thêm nữa, chúng ta biết là trong cái tháng 7 âm lịch nó là tháng Nhâm Thân, thì trong cái địa chi thân nó ẩn tàng ba thiên căn là Canh này, Nhâm này và Mậu này. Thì chúng ta có bính mà gặp Canh thì nó là gì? Thiên tài đúng không ạ? Bính mà gặp Nhâm là thất sát và bính mà gặp Mậu thì nó là thực thần. Như vậy là trong tháng thì vẫn có những cái cát tinh như là thiên tài và thực thần được chiếu mệnh. Nó cũng sẽ giúp cải thiện cái vận trình của những người tuổi, những người tuổi bính ngọ, nếu như quý vị biết nắm bắt lấy cái thời cơ. Thì đầu tiên chúng ta có bính mà gặp Canh thì nó là thiên tài đúng không ạ? Cái thiên tài nó xuất hiện, nó tác động, những người tuổi bính ngọ sẽ cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết trong thời gian này. Nói chung gia chủ sẽ phát huy cái điểm mạnh của một người chăm chỉ cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những cái thành quả đáng kể. Những người tuổi bính ngọ quyết tâm dồn cái thời gian của mình cho những công việc, nhưng mà nói chung trong thời gian này cũng sẽ thu được những cái thuận lợi nhất định. Và tuy cái khối lượng công việc nó tăng, nhưng mà kết quả thu được cũng sẽ được như ý. Bên cạnh đó, được cái thiên tài nâng đỡ nên là nó cũng sẽ giúp cho cái chuyện buôn bán làm ăn hợp tác của những người tuổi bính ngọ trở nên có lợi hơn. Tuy nhiên, với cái lĩnh vực mà quý vị không hiểu rõ thì quý vị cứ tìm hiểu thật kỹ hoặc là nhờ đến chuyên gia nhé. Chứ đừng tự mình đâm đầu vào kẻ lại gặp những cái bất chắc. Tuy nhiên, cái vận trình thiên tài nó vượng ấy, quý vị cũng có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc. Nhưng mà quý vị cũng nên tránh xa những trò cờ bạc đỏ đen nhé, vì rất dễ hao hụt, mà nó hao hụt cực lớn luôn ấy. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có gì? Bính mà gặp Nhâm thì nó là thất sát. Nói chung cái thất sát nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng cảnh báo là con đường quan vận, con đường sự nghiệp của những người tuổi bính ngọ cũng cần phải hết sức lưu ý. Vẫn luôn có kẻ tiểu nhân rình rập đố kỵ với những cái thành quả mà quý vị đạt được. Vậy nên là gì? Quý vị đừng bao giờ mà cao ngạo hay là coi thường người khác, kẻo lại bị kẻ xấu gì chia đẻo và dễ bị mất trắng giữa chừng. Bên cạnh đó, may mắn thay là chúng ta có bính gặp Mậu thì nó thực thần đúng không? Thì cái thực thần nó xuất hiện trong lá số tử vi, nó cũng báo hiệu là trong thời gian này thì mọi việc nó đang tiến triển theo những cái gì mà những người tuổi bính ngọ đang mong muốn. Lại thêm được cái sự tác động của thực thần nữa, nên là thu nhập của những người tuổi bính ngọ có cơ hội được gia tăng đáng kể trong cái tháng 7 âm lịch này. Cái vận may đang đến, và gia chủ hãy gì tự tin mà đón nhận. Những cái sai lầm trong quá khứ không quyết định được cái vận may của quý vị. Vì vậy mà quý vị hãy cứ tự tin, hãy cứ năng động, hãy cứ tích cực lên. Rồi mọi cái sai lầm thì cũng đều được xóa nhòa và cái cơ hội nó cũng sẽ đến. Quý vị sẽ có được những cái cơ hội để bứt phá, tăng tiến cho cái vận trình tài lộc của mình. Vậy nên, để mọi việc được hanh thông thuận lợi, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi bính ngọ 1966, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai qua, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi bính ngọ 1966 quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng biết ấy, thì trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì là một cái năm cũng có nhiều cái vận may đối với những người tuổi Giáp Ngọ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét chi tiết về nam mạng, nữ mạng xem là cái vận may ra sao nhé. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi bính ngọ sinh năm 1966 nam mạng. Thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn, những người tuổi bính ngọ sinh năm 1966 thì may mắn gặp được cái sao tốt là cái sao Thái Dương nó chiếu mệnh. Đó. Quý vị biết ấy, nam mạng gặp được cái sao Thái Dương thì cái Thái Dương nó là một cái cát tinh. Nó mang đến những cái may mắn về tài lộc, may mắn về sự nghiệp. Khi mà được sao Thái Dương chiếu mệnh thì nó cũng sẽ tác động đến khiến cho gia chủ làm ăn thì được phát đạt, gặp nhiều may mắn trong công việc buôn bán kinh doanh làm ăn. Và bên cạnh đó, trong năm 2024 ấy, thì những gia chủ tuổi bính ngọ cũng sẽ thường có cơ hội được thăng quan tiến chức. Cái danh vọng, cái uy tín của mình cũng được tăng thêm và giúp quý vị có nhiều cái cơ hội dễ dàng để thâu thu thêm cái tài lộc hơn. Bên cạnh đó, cái sao này nó tốt nhất vào cái tháng 6 và cái tháng 10 âm lịch. Vậy nên quý vị có thể tận dụng hai cái thời điểm này để gì gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình nhá. Bên cạnh đó thì ngoài cái sao Thái Dương ấy, những người tuổi bính ngọ thì lại gặp một cái hạn, nó là cái hạn thiên la.
Các cụ nói là gì? Thiên la hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Cái hạn thiên la là một cái hạn xấu, nó mang lại nhiều cái sự đau buồn và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đến tâm lý và đến tình cảm của những người tuổi Bính Ngọ. Bên cạnh đó, cái sự nghiệp trong năm nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Và năm 2024 ấy, thì những người tuổi Bính Ngọ thường sức khỏe thì bị suy giảm, quý vị sẽ cảm thấy là mệt mỏi, đau nhức và mắc những bệnh lạ, dù điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi, đúng không ạ? Vì vậy, để gia tăng thêm may mắn tài lộc và hóa giải những cái vận hạn xấu của năm, thì quý vị luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, đúng không ạ? Trên sáu cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú, và phía giữa có một viên cầu pha lê, trong nó có chứa cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Khi chúng ta sử dụng cái ánh đèn chúng ta dọi qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng là bài chú Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đây là một cái biểu tượng may mắn, bình an, giúp khai sáng trí tuệ, giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên. Và đây cũng là cái vật phẩm phong thủy của nhà Phật, nó cũng sẽ giúp chiêu mời cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì bây giờ chúng ta cùng xét tiếp về những người tuổi nữ mạng nhé. Tuổi Bính Ngọ nữ mạng. Thì với những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng thì quý vị sẽ gặp cái sao, một cái sao là sao Thổ Tú, đúng không ạ? Nói chung ấy, Thổ Tú nó là một cái sao xấu. Các cụ có câu là gì? Thổ Tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác, hao hư bạc tiền, lệ trào tơi tả triển miên, biệt ly nội ngoại, muộn phiền tiễn đưa. Thì đây là một cái hung tinh, nó gây ra cái sự trắc trở, gây ra cái sự trở ngại về tinh thần. Nó gây ra cái sự xung khắc trong các mối quan hệ. Và trong năm ấy quý vị rất dễ bị gì họa, thị phi, điều tiếng và dễ bị kẻ xấu ném đá giấu tay. Đó. Nói chung ấy, trong năm thì xuất hành không có lợi, nói chung là gia đạo thì không được thuận hòa, làm ăn thì dễ bị thua lỗ và sức khỏe trong này cũng sẽ dễ bị suy kiệt. Nói chung ấy, đây là một cái sao xấu và nó sẽ mang lại nhiều cái hung vận cho những người tuổi Bính Ngọ. Và đặc biệt cái sao này nó xấu nhất vào hai cái tháng, đó là tháng 4 và cái tháng 8 âm lịch. Nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Bên cạnh đó, trong năm ấy, thì quý vị lại gặp thêm một cái hạn nữa, với nữ mệnh thì gặp cái hạn Diêm Vương, đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Khi mà gặp cái hạn Diêm Vương thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng trên cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán, kẻo lại vướng vào cái chuyện kiện tụng thị phi và gây ra chuyện tranh chấp về pháp luật. Nói chung ấy, những người tuổi Bính Ngọ 1966 trong thời gian này đôi khi giúp người cũng dễ bị làm ơn mắc oán. Quý vị cần phải hết sức cẩn trọng đấy trong vấn đề đi lại khi tham gia giao thông. Nói chung đề phòng những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra. Và những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng thì nói chung trong thời gian này thì cũng cần phải là gì? Chú ý giữ gìn sức khỏe của mình và tích cực đi luyện tập thể dục thể thao. Và nếu mà có dấu hiệu bất thường trong cơ thể cũng nên đi khám ngay, hoặc là quý vị cũng nên sắp xếp thời gian khám định kỳ để gì? Để bảo vệ cái sức khỏe cũng như là bảo vệ cái may mắn cho mình quý vị nhé. Bên cạnh đó, để hóa giải cái hạn Diêm Vương và cái sao Thổ Tú thì những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng cũng hãy luôn nhớ nhé. Quý vị hãy sử dụng một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Đây là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, đúng không ạ? Mặt trước là hình chữ vạn của nhà Phật, mặt sau là chữ phúc. Phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy, nó được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Khi mang theo bên mình nó sẽ giúp cho quý vị gì? Tăng cường sức khỏe, tăng cường may mắn và hóa giải những cái tà ma ám khí, hóa giải những cái vận xui đeo bám, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Cái Vạn Phúc Chi Nhân đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng quý vị nhé. Thì bên cạnh đó, cả nam mạng và nữ mạng trong tháng 7 âm lịch, tháng Nhâm Thân này thì đều gặp cái lưu niên đấy, đó được cái lưu niên trường sinh nó hỗ trợ. Lưu niên trường sinh nó là một cái cát tinh, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Bính Ngọ trong thời gian này có cái nhìn thấu đáo về mọi việc, về mọi vấn đề đang diễn ra. Thậm chí là cái cách hành xử từ tốn của những người tuổi Bính Ngọ ấy cũng sẽ ghi điểm với những cái đối tác, với những khách hàng. Quý vị được soi chiếu để dẫn đường, đạt được cái thành công xứng đáng. Vậy nên những người tuổi Bính Ngọ hãy tận dụng cái cơ hội này để mà tiến xa hơn nữa trong công việc, trong sự nghiệp. Quý vị cũng rất giỏi trong các khoản thể hiện cái bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả. Đó cũng là những cái kỹ năng cần thiết
để quý vị tự tin dấn thân vào cái vai trò mà quý vị đang chờ đợi. Quý vị sẽ tiếp tục suy nghĩ về cái sự nghiệp, con đường của mình sẽ tiếp tục mở ra những cái cơ hội mới. Thì ngoài ra ấy, những cái dự án kế hoạch đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng sẽ có cơ hội được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là quý vị sẽ dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và mở ra nhiều cái cơ hội mới trong công việc. Bên cạnh đó, cái lưu niên trường sinh nó tác động nên là các mối quan hệ của những người tuổi Bính Ngọ trong thời gian này cũng không gặp phải cái vấn đề nào quá nghiêm trọng. Đôi khi các thành viên có những cái quan điểm trái ngược là cái chuyện bình thường. Quý vị nên chủ động đứng ra để mà hòa giải và điều hòa các mối quan hệ. Khi mà gặp cái chuyện phiền não ấy, thì quý vị nên trao đổi tâm sự với bạn đời của mình, với con cái nhiều hơn để cho được nhẹ lòng. Bên cạnh đó, cái lưu niên trường sinh nó cũng sẽ nhắc nhở những người tuổi Bính Ngọ trong thời gian này cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, đặc biệt là tạo một cái lối sống khoa học, ăn uống điều độ, tránh để gì cái chuyện đau ốm nó xảy ra. Bên cạnh đó, quý vị cũng không nên có những cái suy nghĩ quá là tiêu cực hay là bi quan, vì như vậy cũng sẽ dễ ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Quý vị hãy luôn suy nghĩ thoáng hơn, bớt lo những cái chuyện bao đồng để cho tinh thần nó được thoải mái quý vị nhé. Tuy nhiên trong tháng thì vẫn còn cái lưu niên phi liêm. Cái phi liêm này nó cũng tác động, nó khiến cho tâm lý của những người tuổi Bính Ngọ trở nên bất ổn hơn. Gia chủ phải đối mặt với những cái buôn ba, những cái phiền muộn nó kéo theo từ thời gian trước. Đó. Nói chung cái vận trình công việc thì nó xuất hiện cái tiểu nhân nó quấy phá. Các mối quan hệ xã giao xảy ra nhiều cái khó khăn. Đấy. Nói chung trong thời gian này quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm, tránh điều tiếng thị phi và tránh xa những cái điều xấu, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì trong tháng quý vị lại gặp cái lưu niên quan phù nữa. Cái quan phù thì nó cũng sẽ khiến cho những cái bước tiến của những người tuổi Bính Ngọ ấy sẽ gặp nhiều cái trắc trở trong thời gian này, và vô tình sẽ biến quý vị trở thành cái gai trong mắt của những kẻ ganh ghét đố kỵ hay là có bụng dạ hoài. Do đó, những người tuổi Bính Ngọ cũng nên cẩn thận, làm gì cũng nên là khiêm nhường, đừng có thể hiện quá mức rồi biến bản thân thành một kẻ ngạo mạn, khoe mẽ hoặc là tự mang họa vào thân. Trong chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán thì quý vị cũng đừng thấy người khác kiếm tiền ngon ăn mà lập tức nhảy theo. Thiếu cái thực tế từ những suy nghĩ đến cách làm thì dễ gặp những thất bại. Do đó, làm gì thì làm, những người tuổi Bính Ngọ cũng nên cẩn trọng tính toán trước sau. Đừng quên giữ cái thái độ dĩ hòa vi quý để tránh giữa cái thị phi, giữa cái họa vào người. Bên cạnh đó, cái chuyện buôn bán làm ăn trong thời gian này thì cũng gì khó tránh khỏi những cái sự cạnh tranh. Nói chung làm ăn thì cần giấy trắng mực đen. Nói chung là làm cái gì làm cũng cứ giấy trắng mực đen mà chơi. Quý vị cũng cần phải đề phòng những kẻ dính dáng đến cái chuyện là pháp luật. Và trong thời gian này cũng đừng có ham lợi lộc mà tìm cớ lách luật nhé, vì rất dễ là bị bóc phốt. Nói chung cái tháng 7 âm lịch là một cái tháng mà cũng khá vất vả, nhưng với những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 đấy, nhưng mà bù lại nó cũng sẽ có được những cái thành công nhất định, có được những may mắn nhất định. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội và vượt qua được những khó khăn đó thì quý vị cũng sẽ có được cái may mắn tài lộc đến với mình quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về là số tử vi của những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.